chia hai gánh nó cái vô vô chồng hồi nãy á, nhấp ba cái ngột đây ba hả? chia hai rồi bỏ vô đi la la đô ba Rồi. ngột la thêm một nữa la nữa thêm một đô nữa à em hình dung được chưa rồi tức là số ba số ba là ba chia hai hả à ba chia hai có nghĩa rằng là ba cái nốt đó thì cái giá trị của nó chỉ còn là hai nốt thôi thời gian của nó độ dài của nó ba nốt nó bằng độ dài của hai nốt một đơn thôi ha ba trên hai là độ dài bằng mấy độ dài của ba nốt thì còn lại bằng độ dài của hai nốt bình thường vâng hai nốt bình thường là ngay hai nốt một đơn á và hai nốt bình thường hai nốt một đơn là bằng một nốt đen á ha dạ rồi như vậy ba nốt đó là bằng một nốt đen là bằng một phách á ha vâng vâng bốn mươi năm một phách là bằng một nốt đen ba vâng. Nốt đó là thành một phách rưỡi nhưng mà vì có số ba trên này nên chỉ nó còn lại một phách thôi ha vâng vâng à nó còn lại là tương đương hai nốt một đơn là phách rồi vâng tiếp tiếp dưới dưới hả rồi rồi tới cái số 1 chấm gì đây thầy ơi rồi không cái số 1 đó là lạc rồi làm sao vâng vâng rồi bây giờ việc nó chạc trước cái số 1 số 2 là lạc nữa thì chị em làm việc vâng. Tiếp rồi việc tiếp đi việc tiếp đến lúc nào mà nó có cái dấu 2 chấm việc tiếp đi vâng tiếp vâng vâng rồi tiếp xuống dưới là thầy vâng đây thầy tiếp tiếp xuống dưới vâng vâng hey nốt đó kéo lên cao kéo lên chi bấm vào cái mũi tên đè vô nó kéo lên rồi tiếp tiếp à đâu mà có tới hai nốt như vậy để em gạt đi á xóa nó sao đi xóa đó. Nó sao đi thế rồi rồi bỏ bỏ dấu lặng vô vâng vâng dấu này cũng dấu lặng luôn hả thầy sao à, cái dấu trên bảng á sao thì em bảo cô y chang vậy bảo cô rồi rồi viết tiếp hai nốt rồi viết tiếp vâng vâng rồi em viết xong cái hàng này là coi như là mình ngưng được vâng vâng à, thêm cái hàng thứ ba này hết cái hàng thứ ba này là mình bắt đầu ngưng thí dụ mà cái hôm nay có quay không có đang quay thầy rồi rồi lạc nữa là làm một cái bây giờ không quay tới hồi em không hiểu bài em chả biết hỏi ai em cứ mở ra em nghe hả đúng rồi ờ mở ra em coi chứ chỗ nào em không hiểu nó trong đấy đúng rồi giờ hôm nay em làm xong rồi làm một cái hình để đưa lên YouTube ha vâng vâng làm nốt mi
rồi em viết tiếp. Viết cho nó hết đã. Son này. Rồi, móc rồi, đôi. Hai nốt giống nhau. Móc đôi, móc đôi. Đúng rồi. À, nốt đó sai rồi, phải không? Nốt đó phải ở lên trên, cao, trên, lên trên, lên trên chút. À, xóa đi, viết lại, nốt mới cho nó tiền. Vâng, vâng. Lên trên chút. Chứ nhìn lộn này. Nhìn phải nhìn kỹ lắm, có nhìn là bỏ xe á. Rồi, có cái dấu gì đó. Lặng đơn. Vâng. Lặng, rồi tới cái gì ở thăng nè, thăng sao thăng thầy? Rồi được, được, cứ viết là lặng hay là sao? Rồi, sao bây giờ em cứ viết là nốt gốc đôi, hai nốt đô đô. Ê, cao lên chút. Sai rồi, đúng rồi, chưa bỏ sai, bỏ đúng rồi, nó chạy chỗ khác. Ê, nốt đó là sai, nốt mốc đơn, đơn, mốc đôi, mốc đôi chứ không phải nốt đen. Xóa đi. Mốc đôi, mốc đôi, mốc đôi. Lấy cục tẩy, xóa đi. Mốc đôi, mốc đôi. À, lấy cục tẩy, xóa đi. Ai phải xóa đi, đã mới viết lại rồi. Được rồi. Chờ em tí, móc đôi chưa? Rồi, xong rồi cái đồ đồ. Thêm nốt nữa. Rồi. Rồi. Rồi gì nữa? Bây giờ ngưng lại để không. Thầy chỉ là làm cách nào để cho nó ra hai nốt chiêu thăng nào ha? Vâng. Rồi, buông tay ra. Để em viết bài ấy, thầy ơi. À thôi, bây giờ lúc nào em viết bài cho nó xong nè. Vừa lúc nào em nói là em viết xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Bây giờ viết thăng dè, thăng dè, dán phải không? À khoan đã, nhưng mà quan trọng là đã xong chưa? Xong rồi thầy. Rồi. Sau khi mình viết, gặp cái nốt nhạc có dấu thăng không dấu dán thì mình cứ viết cái nốt nhạc bình thường trước. Vâng. Sau đó mình lấy cái dấu thăng ở trong thanh công cụ á. Đây, dấu thăng này, thấy chưa? Vâng. Thấy chưa? Thấy. Rồi em nhấp vào đó, rồi em bỏ vào trước nốt nhạc đó. Dấu vào dấu thăng. Em đi tìm dấu thăng đó. Ủa rồi em đã thấy rồi mà sao bây giờ vào tìm. Rồi để thầy chỉ lại ha. Em phải đi tìm nó đây phải không? Đây nè. Bốn chuột ra để thầy chỉ. Vâng. Em thấy cái con chuột thầy di chuyển lên bảng không? Vâng. Đây chỗ này em thấy chưa? Vâng. Thấy chưa? Thấy. À thầy thấy bây giờ đến lượt em làm nó đừng có tìm nữa. Tại vì mình đã thấy rồi mình đưa chuột tại đó mình nhấp vào đó liền ngay. Vâng, vâng. Nhấp vào dấu thăng. Rồi. Rồi, bỏ vào trước cái nốt nhạc đô đó. Bỏ vào. Đây, đây, đây. Nhấp cái trước nốt nhạc chứ không phải bỏ sau nha. Thì trước nốt nhạc đây này. Rồi, nhấp vào. Nhấp cái để cho nó ra dấu thăng. Rồi, nó không có ra thầy ơi. À, rồi để thầy bỏ, buông tay ra. Vâng. Rồi, buông tay ra chưa, buông tay ra còn chuột chưa. Rồi, rồi. Rồi, nhìn thầy làm. Vâng. Nhấp vào đây ha. Vâng. Rồi thầy đưa đây, 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 thấy chưa? Thấy. Rồi, thầy nhấp này. Đây, nhấp vào đây cái nốt nhạc á hả? Vâng. Rồi sau này thầy cũng nhấp cái nữa. Đó, nhấp hai cái. Hai nốt nhạc thì mình nhấp hai dấu thăng. Nhấp vào nốt nhạc ha. Vâng. Rồi thầy nhập nó ra, bây giờ thầy xóa đi rồi cho em làm lại nha. Vâng. Rồi giờ để buông buông ra đi. Vâng. Thầy xóa đi. Rồi em làm tự làm đi cho nó được vô thăng đó. Tự làm hả? Rồi. Nhập vô thăng. Nhập vào vô thăng. Rồi. Bỏ vào ngay nốt nhạc, đúng ngay nốt nhạc, nhấp vào nòn cái. Nhấp rồi nó không vào. Chứ của em nó không có vào. Thầy nhấp thì vào mà em nhấp vào. Vâng, vào. Nó không vào. Nhấp. Rồi, giờ thầy cái vị trí buông tay ra, buông tay ra. Buông rồi. Nhập. Rồi bây giờ em thấy dầu thăng thầy gấp gấp đi đi không? Thầy trên bảng không? Không. Lại, thầy làm lại này. Vâng.
Đây đây, thấy con chuột thấy đi không? Đi, thấy thấy. Thấy thấy cái dấu phân không? Thấy. Rồi. Rồi bây giờ thấy bò này, thấy thấy bò đấy có nốt nhạc không? Vâng. Thấy nhấp. Ờ, đó. bỏ trên nốt nhạc hả? À rồi, tiếp tục thấy bò trên nốt nhạc này, thấy nhấp gái ra. Vâng. Rồi bây giờ thấy xóa lại, để cho em làm lại ha. Vâng. Buông tay ra đi. Vâng. Để thấy xóa lúc nào thấy nói là em đụng tay vô em. Vâng. Em tự làm đi. Vâng. Thầy xóa chưa? Thấy xóa thì nó tiêu thắng rồi đó. Vâng. Bây giờ mất cái hình khung nhạc rồi. Rồi, bây giờ tới lượt anh làm ha. Vâng. Lấy cái nốt thăng. Bỏ ngay nốt nhạc. Rồi. Đau á, là cũng bỏ ngay nốt nhạc. Cái nốt thứ hai. Rồi, đúng rồi. Em này bật. Giọng bên kia chưa? Đúng rồi thầy, em này bỏ bên hông đó, em không dám bỏ bên trên. À, bỏ hông được. Rồi được chưa? Dạ, được rồi. Rồi giỏi. Rồi. Trở lại làm cái dấu hai chấm. Em thấy bên cái văn bản á. Vâng. Là ở vị trí này, buông tay ra đi. Vâng. Thì đây thấy bỏ cái dấu nhảy đây em thấy không? Thấy. Rồi, bây giờ em ở đây em phải bỏ cái dấu nhảy y như vậy. Bây giờ thấy bỏ chỗ khác, em bỏ lại chỗ đó đi. Bỏ lại cái dấu nhảy như hồi nãy, bỏ phía sau. Gần cái chỗ hai vẹt đó. Bỏ gì cơ? Thầy nói bỏ gì? Bỏ cái dấu nhảy như hồi nãy. Bỏ chỗ nào? Thầy muốn bỏ chỗ nào? Hồi nãy cái vị trí thầy mày bỏ đây, thầy bỏ vào lại nhé. Vâng. Buông tay ra để thầy bỏ này. Vâng. Em thấy thầy bỏ chỗ nào chưa? Thầy bỏ chỗ này. Thấy chưa? Thấy không quan trọng, em thấy chưa? Thấy, nó nháy gì? Rồi, bây giờ thầy bỏ chỗ khác, thầy bắt em bỏ lại chỗ đó. Thì em bỏ lại chỗ đó đi ha. Vâng. Rồi, bỏ đi. Đây, bỏ chỗ này. Rồi. Chưa thấy em bảo chỗ đó. Đây. Lúc nãy em bảo mà nó nhảy xuống dưới mới được. Đây hả? Chưa thấy. Em phải nhấp vào chứ. Nhấp vào. Thì đây. Không phải. Đây. Em nhìn lộn rồi. Rồi, buông tay ra ha. Vâng. Thầy làm lại. Chắc phải hỏi em mới được. Thầy bỏ đây dòng thứ mấy? Dòng số 3. Rồi, dòng thứ 3, ô nhịp thứ mấy? Thứ nhất ra của số 3. Thứ nhất, ba bò cuối nốt nhạc không? Cuối, vâng. À, cuối nốt nhạc sát cái đường vẹt phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Nhớ rồi bây giờ thấy bò chỗ khác đi. Bắt em bò lại chỗ này. Anh gặp lên cái từ Trịnh Công Sơn. Vâng. Nắp từ là không cần có bố cái gì là chữ in hoa. Chữ in hoa, vâng. Chữ hoa là chữ này này. Chữ hoa là việc đầu tiên là. Để em coi chữ nào. Bắt đầu là cái nốt này phải không thầy? Hạt là chỗ này. Nốt lá là chữ hạt. Ủa, nốt la hả? Đấy, hai chữ hạt bụi là cái nốt la la mọc đơn đây nè, mọc đôi bên bảng á. Vâng. Bây giờ em chỉ viết chữ hạt. Ấy, sao lại em xóa đi? Đâu xóa đâu. Thôi, buông tay ra. Vâng. Buông tay ra để thầy sửa lại. Bấm nó vô. Em xóa đi, nó mới mất đi một nốt chứ không? Vâng. Đừng xóa đi. Đây, nó trở lại hai nốt này. Vâng. Buông tay ra. Rồi, buông ra rồi thầy. Rồi, đây là thầy chỉnh lại, sau đó là thầy chỉnh cho em làm lại. Vâng. Rồi, em nhấp qua cái chữ nốt này, nhấp qua chữ. Đây. Refresh xong rồi, nhấp chữ L. Đâu? Rồi, chữ L, nhấp chữ L rồi. Đúng. Nhấp chữ L rồi. Bảo thanh đỏ rồi, bây giờ anh nhấp. Rồi nhấp cái con chuột vào nốt la đi. Vâng, đó. Rồi, viết chữ hát, gõ vào bàn phím, chữ hát, đúng rồi. Rồi. Đó là chữ hát, ví dụ ấy, viết tiếng Việt, được không? Tiếng Việt không có thầy, thời gian không có rồi, dấu. Thầy chỉnh tiếng Việt cho em sao? Vâng. Làm tiếng Việt bây giờ như vậy này, thôi. Xóa chữ hát với chữ bùi đấy đi. Xóa. Rồi, cứ để đây. Buông tay ra. Vâng. Em xem đoạn này lại, em ghi chữ là xem. Thực
hành bài thực hành là viết bài cạc bụi, thực hành cạc bụi ý vậy, save với cái file. Vâng. Chọn file, chọn save. Thực hành cạc bụi. Save as, save as đó. Rồi save as. Đặt là cái cạc bụi được, ghi hai chữ cạc bụi được. Vâng, cho nó chưa. Em tập em viết cái chữ cạc bụi được. Cái chữ cạc đầu tiên viết hoa. À vâng vâng. Đầu câu viết hoa, cố gắng vậy. Còn sau viết thường được. Dạ. Hay là viết hoa cả hai chữ cho nó đẹp luôn. Vâng vâng. Nhấn sao. Ê, đừng đừng có bỏ dưới. Rồi. Rồi, như vậy là em đã sao rồi ha. Vâng vâng. Bây giờ cho cái anh con nó nhỏ xuống bằng cách bấm vào cái mũi tên, à, cái dấu trừ cho vâng. Nó nhỏ xuống dưới để cho thấy nhìn thấy cái màn hình của em. Đây phải không? Đúng rồi. Vậy là nó nhỏ để nhìn thấy màn hình của em. Vâng vâng. Nhìn thấy gì? Để tìm cái phần mềm mà em bỏ tiếng Việt đấy. Vâng. Rồi, cái phần mềm em bỏ tiếng Việt là bộ hôm nay phải em vào gửi đây. UK4.0.8 Final. Vâng. Rồi em nhấp vào đó, nhấp vào, nhấp đúc vào cái. À không, không, cái dưới, cái không phải cái đó. Động lại cái đó. Động lại luôn, động lại bằng cái dấu nhấn á, động lại dấu nhấn. Vâng, chờ em tí. Động lại dấu nhấn đi. Rồi, rồi. Thôi bây giờ này, cái này, delete này, xóa đi. Xóa bỏ đi. Em đi nhầm. Ờ, vâng. Xóa đi. Nhấn cái nút delete trên bàn phím như hồi nãy đó, delete đó. Rồi. Rồi yes. Vâng. Là nó xóa trùng cái đó đi. À vâng. Rồi. Cái cài dưới này nè. Anh thấy cài dưới không? Vâng, thấy. À thì nhấp nhấp vào cái dưới. Nhấp vào cái dưới. Nhấp vào cái dưới. Đó. Nhấp đúc vào nữa. Hai cái. Vâng. Rồi. Khi mà anh nhấp ra cái bảng phải không ạ? Vâng. Rồi để thầy chỉnh cái bảng này cho em cái đi. Vâng. Rồi cái bảng này là cái bảng mã, nó là bảng mã. Vừa đi win được rồi. Kiểu gõ tay lát, kiểu gõ đây là kiểu gõ của em hay xài ha. Vâng, vâng. À, nhập nó lại, dưới đây là nó có hiện lên. Có cái góc này. Em thấy bên góc tay phải, ôi bên em thấy nó còn ngoài ngoài dưới này thấy không? Vâng. À, khi mà em nhấp cái đó là nó ra đây chữ V này. Vâng, vâng. Chữ V đây là đang còn gõ chữ tiếng Việt á. À, vâng, vâng. Muốn gõ tiếng Anh, thì em nhấp vào cái nó ra chữ E. Vâng. Xem thấy chưa? Thấy, thấy. À, cái này là không viết được tiếng Việt được. Vâng. Muốn viết tiếng Việt nhấp bằng cái. Vâng. Vâng. Rồi. Bây giờ em mở cái co lại. Hồi nãy em thu nhỏ nó nằm dưới đây này. À. Nằm dưới đây em thấy không này? Vâng. Em muốn chuột nó lên ngoài em nhấp vào đó đi. Vâng. Đó là mình mở lại. Rồi bây giờ em nhấp vào chữ like này lại để em nhập nốt nhà. Vâng, vâng. À, nhập nhập các từ. Rồi bỏ cái dấu nhảy vào, à, bỏ con chuột vào cái nốt la. Rồi, ngừng, khoan, tại đây là mấy em phải chọn cái phông chữ. Vâng. Phông chữ vào chữ tên lẹp trên này ha. Vâng. Nhấp vào chữ test. Đấy, chữ, rồi, phông, chọn phông. Đừng có dời cái lung tung, kéo xong chọn cái xong vernit 2. Thôi, để chọn cái phông này cho đẹp được. Vâng. Vernice Center được, Vernice Center nó nằm đây này. Đây, Vernice Center, vâng. Đây này ha. Vâng. Đây, thấy chưa? Thấy. Rồi, có chữ chỉnh quá nhỏ, chọn nó là 14. Vâng. À, 12 được, 12 được. 12 hả? Chọn size 12. Dạ. Rồi, ok. Rồi, bỏ chữ like, bỏ cái con chuột vào đây, cái chữ nốt la để nhập vào chữ hạt. Cứ tiếng Việt hả thầy? Tiếng Việt. Ê, tiếng Việt là sao đây? Chữ đó là chữ hoa. Ấy, viết lộn, viết lộn. À, dấu nặng là... Dấu nặng là cái chữ ri. Chữ ri hả? Không ai, chữ... Không, chữ rí tiếng Anh á. Chữ giấy á, chữ gì á. Đúng không? Ê. Không phải. À, hẹt hả? H-E.
quên cái chữ dấu nặng là gì rồi. Đây hả? Ờ à, đây đây. Đúng chưa? Rồi. Vâng. Anh xin anh bảo cái này là đúng đi. Đúng rồi chứ cách như này hỏi khác à. Tại vì em phải... Vâng, vâng, em phải nhớ coi cái kiểu chữ viết gì á. Rồi. Hạt bụi. Nèo. À. Dấu huyền là F phải không? À đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng, em nhớ rồi. Lâu nay em định mày bên bên cái chỗ mà ai tắt của em sao tới bây giờ anh vậy ha. Vâng vâng, cảm ơn thầy. Hỏi. Hòa kiếp thân tôi. Ai gì? Ai anh sao vậy? Sao mà em bật lúc lúc đâu lúc, đâu có bật gì đâu thế. Buông tay. Buông tay đi, buông tay rồi, đi. Rồi tay rồi rồi rồi. Trời nó mất đây mất nốt rồi. Ủa mất nốt rồi. Em làm cái gì vậy? Không biết hả mà tự nhiên sao không biết? Ờ quên. Quên đang làm xong cái đó nhá, phải chạy qua nốt khác với ghi cái em bấm cái thanh dài á. Lại. Rồi nè, Huế. Khoan. Dạ. Thầy buông tay ra đi. Vâng, buông rồi thầy. Rồi nào, bây giờ em gõ cái thanh dài đi. Cho nó rơi qua chữ khác. Rồi. Vâng. Ghi chữ hóa. Vâng, vâng, để từ từ. Hỏi. Nhưng mà đừng bấm lúc túng nha. À, Huế. Rồi, rồi, nó là nghe hư hết rồi. Ờ, hư hết. Ngưng. Em bấm cái gì rồi, nghe không phải rồi. Buông tay ra đi. Vâng, buông rồi. Kéo cái dòng chữ á hả? À thì chắc em không nhớ phải không? Buông đây. Tay ra thì chị. Em buông tay ra ha? Vâng vâng. Rồi. Nhìn là em chọn lại chữ lyric này ha. Vâng. Ra mũi tên đỏ đỏ này. Đây mũi tên đỏ đỏ nó kéo xuống ô nó chạy xuống. Kéo lên nó chạy lên ha. Vâng vâng. À, cái dưới này nó hơi sát kéo xuống chút. À. Vâng. Nhưng mà đừng có kéo xuống quá nhiều. Mình còn chưa mình biết lời hai nữa. Vâng vâng. Cái này kéo xuống chút, cái này nó quá sát mà cái nốt nhạc. Vâng. Kéo nó xuống chút. Tức là mỗi dòng mình phải kéo mỗi dòng, phải không thầy? À đúng rồi, tại vì là nó mặc định là như vậy thì em phải kéo. Vâng. Xong rồi phải xây nó liền. Vâng, vâng. Em để ý, chữ nho ai đây là nốt đô, bên góc của nó là nốt rê. Vâng. Em kéo nốt nhạc lên. Hồi này biết kéo nốt nhạc chưa? Biết, kéo cái nốt nhạc cũng tương tự như là cái động tác kéo của mình cả kia vậy đó. Vâng vâng. Bây giờ em kéo cái nốt đô đó lên nốt rê đi ha. Nó đã bị sai rồi. Nốt đô của dòng số mấy? Đấy chữ nhoai á. À chữ nhoai hả? À chữ nhoai anh thấy có nốt đó là tên gì? Đây nè, đô đô. Mà bên kia là chữ nhoai người ta viết nốt rê đó. Mình kéo lên thành nốt rê ha. Kéo xích lên hả? À. Anh nhìn bên cái bảng bên tay phải á, chữ nhoai là nó chi? Dòng số 3 khoảng phải. Dòng số 3 và cái dưới cái chỗ số 2 á, của bên bảng bên tay phải bằng màu bằng góc á. Vâng, 1, 2, 3. Nốt nhoai bên kia là nốt gì? Không nhìn thấy ở đâu hết thầy. Đây, buông tay, đừng rồi, buông tay. Anh đi tìm nữa. Vâng, buông tay. À, đồ nốt rê. Đây nè, nó không cần kéo đi cho nó nằm sẵn đây rồi. Đó, nốt rê. Đây mà bên này em viết nốt gì? Nốt đồ. Làm gì em sửa lại? Sửa lại hả? Bấm vào đây. Xong. Không, không phải rồi, chưa biết đây. Thôi đã kéo lên, buông tay ra. Dạ. Rồi buông tay ra ha. Vâng. Rồi, nhấp vào mũi tên lên này, kéo này lên được chưa? Vâng. Kéo này xuống. Vâng. Vậy thì không có cái quá chứ mấy cái bảng này cả.
bấm mũi Ấn tên vào đây, này đây để kéo lên đây. em làm bấm mũi Đây, tên buông tay ra, buông tay ra, buông tay ra, này rồi thầy phải kéo. Thì bây giờ kéo nốt nhạc cũng tương tự như kéo bên này vậy. Giờ em kéo nốt nhạc đấy. vâng vào này kéo lên nè. Đấy, bây vâng giờ em kéo nốt rê giúp thầy. Vâng, để em kéo. Đấy. Rồi. Đó. Ồ, kéo giỏi quá đấy. Thì lần sau phải kéo như vậy chứ đừng có làm lung tung mà. vâng Sáng à? Dạ đúng rồi thầy. Nếu bây giờ em biết động tác kéo chứ là ghi vào vở đi. Muốn kéo. Muốn nhấp kéo. vào cái nút bút tên ở trên trời kia. Kéo bất cứ Sau đó. Sau đó nhấn vào cái đổi từ muốn kéo, ấn phím chuột rồi kéo ha. Vâng. Ghi vào tập chưa? Rồi. Để lần sau lại nói kéo thì đừng có qua cái bảng này nhé. Vâng. Rồi, kéo nó đúng rồi thì bây giờ nó chưa nhớ đâu, em phải xem nó lại. Nhấp, nhấn control mà nhấn vào thêm chữ S nữa cũng được. Vâng. Sao Nó được gọi làm? là phím nóng mà. Vâng. À, nhấn vào sao quen được. Rồi, yes. Rồi, sao trong vào được. Rồi, sao là như vậy là nó nhớ. Vậy là sao nhớ hai lần rồi thầy, nãy làm sai cũng sao mà giờ làm đúng cũng sao à, em nhớ. Thì cái lần nào mà cuối cùng mình sao là nó lại cái bản cuối cùng. Cái bản ở đây sai em sao thì nó sai. Nhưng mà bây giờ mình sửa lại đúng là mình sao thì cái sai này nó mất đi. Cái đục Vâng. bởi đây nó lại đè trong đây đây đó. Vâng Gọi là vâng. override Vâng trong vâng, á. vâng. Đè đó. Vâng. Ghi đè có nghĩa là cái bản cũ mất. Vâng. Hồi nãy sai xịt chứ là nó mất hết. Bây giờ cái bản trên bảng á là mình cho cái bảng lên bảng mình đăng là đúng thì nó sẽ Vâng. đúng ha. Vâng. Còn trên bảng đôi khi nó có cái lỗi gì nó sai thì là nó máy cũng hiểu do con người mình đó ha. Vâng. Rồi em hiểu cái động tác sao rồi chưa? Vâng, hiểu rồi. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề. Vâng. Trở lại cái vấn đề. Vâng. Em nói rằng là cái nốt nhạc này là cái nốt móc đôi mà làm như vậy nó khó nhìn lắm ạ. Vâng. À, ý em là muốn là cái nốt nhạc kiểu này. Nó rời Buông tay ra. ra đi. Buông tay ra. Rồi Ý em. chị em muốn muốn nốt nhạc cái dạng này chẳng hạn. Rời ra như vậy phải không? Vâng. À, chứ còn như vậy em khó đọc rồi. Cho em làm cho nó rời ra ha. Vâng. Em nhận control trên bàn phím và chữ A ấy control này Với chữ E hả? chữ ấy A Vâng, chữ E. Dạ. rồi nó đen lên phải không ạ? Vâng. Em nhấn control thêm chữ M nữa, nhấn thêm lần nữa control và chữ M, Dạ, chờ em tiếng. chữ M Rồi. tìm tìm cho đúng. Rồi em nhìn lên trên bảng thấy gì? Nó đổi hết thành cái rời á. À, nó đổi thành rơi theo ý của em. Vâng. Em đồng ý chưa? Đúng, đúng. Rồi em nhấp cái con chuột vào bất kỳ cái vần trắng nào thì nó mất cái bên đen đó đi. Nhấp con chuột Vô chỗ nào? chỗ nào cũng được, Đây. Được không? nhấp cái đó nó mất đi ha. Vâng. À, nó mất cái đen đen này Rồi, này đi ha. nốt re. Rồi nhìn như vậy thoải mái chưa? Vâng. Rồi lưu ý một cái chùm ba bắt buộc nó phải nối với nhau, còn cái mấy cái nốt nhạc khác rơi được. Chùm ba là sao? Có ba nốt nhạc này gọi là chùm ba à. Vâng. Muốn nối nó lại em một bôi đen ba nốt như trên bảng, em nhấn control và chữ M, nhấn lại control bằng chữ M nó nối lại. Bắt buộc phải nối hả? Đúng rồi, cái này bắt buộc phải nối. À, để cho biết rằng là ba cái nốt này còn giá trị còn hai thôi ha. Vâng. Rồi còn những cái nốt khác không bắt buộc nối. Đây là nốt khác là một một nốt một chữ thì không bắt buộc nối ha. Còn cái này ba chữ bác chẳng hiểu gì. Cái đó ba chữ ba nốt nhạc nhưng mà ba chữ đó nó liên quan đến cái chùm ba Chùm ba hả? trên nó có số ba đó.
Vâng. À, với chung ba em đã học chưa ạ? Hồi xưa học đàn và học các bạn. Chùm ba hả? À, hồi xưa học qua lý thuyết ở bên âm nhạc đã học chưa? Chưa chưa học. Chưa học luôn. Học rồi mà quên hết rồi thầy. Hồi xưa học lâu chưa học? Hồi xưa em học nhạc gần đây em học nhạc gần đây nhất là bao lâu rồi? 1985. 85, lâu Ba rồi. 30 năm rồi quên hết rồi. À là từ rồi bây giờ hồi lâu nay ở bên Mỹ đóng và học lần nào? Không, qua Mỹ không có học tiếng Anh không, không có Không học. học là mua mua đàn và mua đàn guitar đàn keyboard để mà dân học gì hết. Chỉ có để Chứ không có sách. đánh nốt với đây với đềm nhạc à, chứ còn lý thuyết quên hết rồi. Rồi, ngay có sách lý thuyết âm nhạc không? Không. Em có sách tài liệu tiếng Anh đâu không? Không. Không phải gì hết, tôi thấy được rồi. Bao nhiêu là học lại từ đầu đi ha? Vâng. Chứ còn mà không thấy thì em đâu có hiểu được pháp mà. Vâng. Thôi được, vậy như vậy là để thầy giải thích. Cái chung ba này ý nghĩa rằng là ba nốt của nó thì giá trị còn hai nốt. Em thấy ba nốt này là ba nốt đơn hay là ba nốt đen hay là ba nốt gì? Và nút móc. Ba nốt móc đơn. Thì cái giá trị thời gian ba nốt móc đơn mà nó có số ba thế này thì nó còn là hai nốt móc đơn thôi ha. Yeah. Giá trị thời gian của nó. Rồi. Vậy những cái dạng đó thì nên chung nó lại cả cái nốt móc đơn này chung ba móc đôi chung ba móc bốn chung ba vân vân là nối lại, Vâng. còn riêng ba nốt đen thì không cần nối, Vâng. nối cũng được, ba nốt trắng cũng cần nối. Ví dụ thầy làm đây ba nốt đen Đen. đây, ví dụ thầy làm đây ba nốt đen. Không cần nói nhưng trên đây nó có cái số 3 nó nằm ở trên cái nốt nhạc ấy. Thấy nó kỳ quá à Dạ bạn, dạ. ba nó thực ra là cái nó cũng có số 3 đây nè, đây Vâng. gì Nói lại. đây, thấy thấy nổi lên bảng chưa, Vâng, thấy. à có nghĩa rằng ba cái nốt này đều là bằng giá trị hai nốt thôi, còn là hai nốt thôi, Vâng. ba nốt đen này còn là hai nốt giá trị bằng hai nốt đen bình thường thôi. Vâng. À, mà hai nốt đen bình thường là bằng một nốt trắng ha. Vâng. Rồi thôi giờ thầy xóa cái này, đây là ví dụ thôi. Vâng. Rồi trên bảng sau khi sửa lại như vậy thì em phải sao cho tôi Vâng nó vâng. không còn cái đường tên ha. Vâng. Cái lần sao thứ hai thứ ba không cần phải sao ép mà sao thường thôi, nhập vào file sao thường thôi. Vâng. Rồi nhập rồi vậy. Vậy thì nó không còn phải hỏi cho mình là ok rồi override đi gì nữa, Vâng nó vâng. tự động nó lặng lặng nó sao đè với cho mình luôn, Vâng. cái động tác nó ngắn hơn ha. Vâng. Còn hồi này động tác nó dài hơn rồi, nhưng trên bài trên bảng chưa đẹp, có nhiều chữ nó sát nhau quá Vâng. thì mình phải chơi những cái chữ sát nhau để cho nó thưa nó rộng ra cho nó đều nhau. Vâng. Bây giờ cách dời ý như hồi nãy em dời cái dấu mà dấu này em cười cười đó, Vâng. dời cái dấu này sao đấy đấy bầm bầm lúc túc bên kia em cười thì bây giờ dời cũng vậy nhấp vào bên này giờ thay dời cái chữ hóa này nha, Vâng. nhấp vào đây em nhìn trên bàn thấy có chuột rồi đưa vào cái nốt nhạc chữ hóa không, Vâng. đè xuống kéo qua bên trái thấy kéo nốt nhạc chữ nó chạy theo. Vâng. Rồi, chữ kiếp với chữ thân này nó cũng sát quá. Thì đây là nốt pha, thầy kéo nốt pha này qua. Vâng. Kéo thì dẫn cho đúng cái nốt, đè nào kéo qua. Vâng. Buông ra, à, đây bây giờ rừng đẩy nó đều nhau đẹp ha. Vâng. Đúng rồi. Đẹp. Đây, chữ thân này mình kéo rơi từng chữ một qua cũng được. Vâng. Nếu mình kéo chữ thì cái nốt nó không đi theo. Mà mình kéo nốt thì chữ nó đi theo. Ví dụ thầy kéo cái nốt chữ hạt này. Qua cái nốt nhạc nó đâu có đi theo đâu. Vâng. Đây thầy trả lại nhưng thầy kể với nốt nhạc này chữ hạ trên này bằng nốt nhạc thầy kể qua à nó chạy theo ha, Vâng. nhớ Vâng. khi có thể ghi vào tập Vâng. khi kéo nốt nhạc thì chữ nó đi theo nốt nhạc, Vâng. còn khi kéo cái chữ thì nốt nhạc không chịu đi theo. Dạ. Rồi cái ô này ô số 3, ô nhịp số 3 này dấu lặng lên đây, người qua đây chút.
thầy dời chữ đề thầy qua một chút để cho nó thưa thớt, nó đọc cho nó dễ. Tôi đề một bây giờ thưa ra rồi ha, Vâng. đẹp rồi phải Vâng vâng. không? Rồi bây giờ kẹo nguyên cái ô nhịp, ví dụ em thấy cái ô nhịp số 5 này có mấy chữ, mấy nốt nhạc? Số 5 hả? Cái này là có 2. Ờ Một có nốt một nốt nhưng nhạc mà giá trị 2 á. à, chứ không có cái hai gì cả. Vâng, một nốt. Đang bôi đen là một nốt nhạc, Vâng, một vâng. cái ô nhịp mà một nốt nhạc, tức như là nằm rất là thư ha. Vâng. Còn trước đây là nhiều nốt nhạc, ô nhịp số 4 nhiều nốt nhạc nhiều chữ, nên chỉ là nằm sát sát nhau ha.